giàu thai bị thả trôi sông. Công chúa Ai Cập thấy thế nên động lòng, cho vớt trẻ lên đặt tên là Mô-xê. Mô-xê nghĩa là vươn từ nước lên. Nàng nhờ người nuôi trẻ lớn khôn nhăn, vào chốn cung điện sống mãi trên dung lụa. Ông thấy người ai hằn mong người ăn em, ra tay giết liền lên đường trốn đi. Và này thiên sứ hiện đến bên ông, gài cháy không tàn chúa bao ông lên đường, đưa dẫn toàn dân biển đó cùng đi qua. Dẫn đi biển cả Ai Cập chết chìm. Một trẻ do thai bị thả trôi sông, công chúa Ai Cập thấy thế nên động, cho vớt trẻ lên đặt tên là Mô-xê. Mô-xê nghĩa là vớt từ nước lên. Nàng nhờ người nuôi trẻ lớn khôn nhanh, vào chốn cung điện sống mãi trên nhung lụa. Ông thấy người ai hằn mong người anh em, ra tay giết liền lên đường trốn đi. Và này thiên sứ tiện đến bên ông, gài cháy không tàn chúa bao ông lên đường, đưa dẫn toàn dân biển đó cùng đi qua. Dẫn đi biển cả Ai Cập chết